thay vì khách hàng bỏ tiền triệu đi đi xì ba điều trị mụn nám tàn nhang thì ở đây Thẩm Mỹ Viện Em Tiền sẽ hướng dẫn mọi người cách xài sản phẩm tại nhà mà hiệu quả, giá chỉ dưới 400k nha. Bước 1, đây chỉ cần chúng ta sử dụng đúng cái phương pháp mà Tiền hướng dẫn là khách hàng sẽ nhanh hết mụn, hết nám, hết tàn nhang luôn như cả nhà. Đây mọi người nhìn thấy trên tay Em Tiền đang cầm đó là chai sữa rửa mặt chiết xuất nhân sâm. Sữa rửa mặt này nó có công dụng là gì mọi người biết không ạ? Hút dầu nè, kiềm dầu nè, sạch da nè, sẽ khích lỗ chân lông nè, mờ đi những cái vết thâm của mình để mà khi mình xài sâm cao rừng nó hiệu quả hơn. Bước 2, chúng ta lắc đều em sâm cao rừng này lên nha, lắc đều dùm Tiền nha. Rồi sau đó chúng ta nhỏ đều 5 điểm như thế này. Đây mọi người nè, Tiền đang xài cho bé này luôn nè. Đó, chúng ta nhỏ đều 5 điểm như thế này nè, thấy chưa? Đó, chúng ta nhỏ đều con bé này hôm trước nha cả nhà, mụn thâm dữ lắm luôn, mà mụn mụn bọt hết không, hôm trước mụn bọt dữ lắm mà cái da nha cả nhà không bao giờ hết mụn được, em nói là hết thuốc chữa luôn. Lên gặp em một cái một xài đúng combo này dưới 400k là hết sạch, không cần tốn tiền đi xì ba quá nhiều. Mọi người nhìn này nha, mụn của nó xì mũ lên luôn, nhưng mà bây giờ là căng bóng nè, mọi người nhìn nè, căng bóng hết luôn. Chỉ duy nhất đúng combo này thôi, khách hàng nào mà xài không đẹp em hoàn tiền cho khách luôn, tại vì em đang tiết kiệm chi phí cho khách, phải khỏi đi xì ba tốn quá nhiều tiền, chỉ cần xài đúng em sâm cao rừng này thôi, dưới 400k xài tại nhà không quá khó khăn, dễ lắm khách hàng ơi, em hướng dẫn tận tình cho mọi người xài luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.